Thưa quý vị, nghề làm gốm sứ vốn đã hình thành là nghề từ rất sớm trên đất Bình Dương, tập trung chủ yếu ở Thuận An và Tân Uyên, tạo nên một nét văn hóa gốm sứ đặc sắc của địa phương mà không phải nơi nào cũng có được. Là nghề truyền thống có từ lâu đời, các làng gốm trải qua không ít những thăng trầm nhưng chưa bao giờ bị gián đoạn khi có những gia đình cả đời gắn bó với nghề và luôn đổi mới sản phẩm làm ra. Giai đoạn hiện nay, gốm sứ Bình Dương bước vào thời kỳ mới, thời kỳ gốm công nghiệp với nhiều thay đổi từ việc phối liệu, kỹ thuật sản xuất, kiểu dáng, chủng loại cho đến trang trí mỹ thuật để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành trong xu thế hội nhập. Các cơ sở sản xuất liên tục cải tiến mẫu mã, đổi mới công nghệ để sản phẩm cạnh tranh được với những mặt hàng nổi tiếng của nước ngoài. Đơn cử như sản phẩm gốm sứ của công ty này. Nếu như trước đây, các khâu từ nghiền, pha chế, nhào nặn đất, vào khuôn, nung, trang trí, kiểm tra chất lượng thường tách rời, thì nay với việc nghiên cứu, đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, áp dụng quy trình khép kín, đồng bộ cho ra sản phẩm đạt chất lượng cao. Cũng chính nhờ đó đã tạo nên những sản phẩm gốm sứ hoàn hảo, chinh phục được thị trường trong và ngoài nước. Luôn luôn là tìm kiếm cái mới và luôn luôn để làm cho cái ngày hôm nay nó tốt hơn ngày hôm qua. Và tức là những sản phẩm luôn luôn có những cái tính đột phá, mang lại những cái dáng vẻ mỹ thuật, tạo ra cái sức hút để cho mọi người nhìn thích và sử dụng. Theo dòng chảy của thời gian, sản xuất gốm sứ có sự đổi mới cho phù hợp với quá trình phát triển, nhưng gốm sứ Bình Dương vẫn giữ được nét truyền thống, đáp ứng yêu cầu tiện ích lẫn hiệu quả thẩm mỹ. Trong cái nôi của làng nghề, có những cơ sở đều đặn đi cùng tuổi của làng nghề, đó là những cơ sở gia truyền con nối. Anh Lý Thanh Tuấn đã có 23 năm gắn bó với nghề gốm sứ truyền thống. Dù còn trẻ, nhưng anh đã nắm giữ nhiều kinh nghiệm và bí quyết lưu truyền từ đời ông cha để lại, để tạo nên bộ sưu tập chậu gốm chất lượng cao, khâu chọn nguyên liệu được chú trọng. Cùng với việc đầu tư cải tiến một số khâu trong quy trình sản xuất đã tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành sản phẩm. Mình làm ngay từ lúc mà cái khâu xử lý đất, rồi tới khâu men để cho nó giảm cái nhiệt độ xuống, nói chung là giảm tối đa. Ví dụ như là 1150 còn là 1130 tới 35. Nhưng mà sản phẩm thì vẫn chất lượng, vẫn ra như những đơn vị khác. Các sản phẩm gốm sứ được làm ra là cả một quá trình kết tinh từ đôi tay, khói óc, sự cần mẫn, tỉ mỉ của những người lao động địa phương và sự quyết tâm đầu tư đổi mới công nghệ kết hợp với yếu tố truyền thống của những người đã theo chân làm nghề gốm sứ từ đời này qua đời khác để tạo nên những sản phẩm gốm sứ có giá trị thẩm mỹ, kinh tế cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn di sản làng nghề truyền thống theo hướng bền vững.